Mẹ ơi, thưa mẹ con mới về. Sáng giờ mẹ có thấy trong người đỡ mệt không mẹ? Cung, con lại trèo cây, phá tổ, bắt chim. Dạ không, mấy đứa ngồi kia nó bắt. Con xin về nó hót cho em vui. Cung nè, muốn làm việc phước đức thì phải để tâm trí vào những việc nhỏ. Con ơi, chim cũng biết buồn, biết vui, cũng có bầy, có bạn, có tổ ấm trên cành. Khi tung cánh trên trời, lúc lại nhảy nhót trên cành cây. Nay con nỡ nào giam hãm cánh chim? Nếu ngày sau con bị giam hãm thế kia, con lại nghĩ sao? Thưa mẹ, con biết con sai rồi. Con sẽ thả nó về với bầu trời tự do. Cung, con của mẹ giỏi lắm. Con của mẹ biết nghe lời. Hãy đến đây với mẹ. Chủ Thanh, nào ngờ đây là bài học cuối cùng của mẹ dạy bác. Đại tướng hồi hộp. Rồi sao nữa bác? Bác nắm chặt tay đại tướng kể tiếp. Rồi con đeo lại đến. Mẹ bác quen quả chịu đựng. Bác vội vàng. Mẹ, mẹ lại đeo rồi. Để con xách thuốc cho mẹ uống. Mẹ không sao đâu. Gần Tết rồi, mẹ cha vẫn chưa về. Vậy là năm nay nhà mình không có Tết. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi cho đỡ đeo. Đưa em con bồng ru cho nó ngủ. À ơi, ngủ đi. Ngủ đi em, để anh còn đi hẹo. À ơi, ngủ đi em, để anh còn đi học. Cung ơi, đưa em cho mẹ, rồi đi học. Nhưng mẹ con mệt. Con cứ đưa em cho mẹ, con đi học đi, mẹ không sao mà. Thưa mẹ con đi học. Ừ, con đi học đi. Dạ. Cung ơi, mẹ cháu đi rồi. Mẹ, ai cứu mẹ tôi. Đến đây, bác lấy khăn ra lau nước mắt và nghẹn ngào kể tiếp.